trong ngành chế biến gỗ Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hứa Thị Huân được coi là một trong những đầu tàu với nhiều nghiên cứu cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng sấy và chế biến gỗ. Bà là tác giả của nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo vào công nghệ sấy gỗ. Nổi bật nhất là công nghệ sấy gỗ đa phương pháp được điều tiết trong cùng một lò sấy nhằm tiết kiệm năng lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm và rút ngắn thời gian sấy. Phó giáo sư tiến sĩ Hứa Thị Huân nguyên là giảng viên trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2008, sau khi nghỉ hưu, bà cùng với chồng là phó giáo sư tiến sĩ Hồ Xuân Cát đã thành lập Trung tâm nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời và năng lượng tái tạo CASE tại phường Đông Hòa, thành phố Di An. Hơn 10 năm qua, trung tâm này đã cho ra đời nhiều thế hệ lò sấy sử dụng năng lượng mặt trời như CASE 2008, CASE 2011, CASE 2014, 2015 và hiện nay là CASE 2021, được cải tiến rất nhiều tính năng ưu việt như ứng dụng công nghệ sấy nano, titan, nano đồng vào sấy gỗ. Với công nghệ sấy đa phương pháp được điều tiết trong cùng một lò sấy đã mang lại nhiều hiệu quả kinh tế như tiết kiệm năng lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm và rút ngắn thời gian sấy đến 70%. Cô muốn làm một cái gì đó, cô muốn có một cái cống hiến gì đó cho xã hội để mà xã hội có thể nhận được, có thể mà làm lợi ích cho mình. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong cuộc đời của cô thì cô không bao giờ dậm chân tại chỗ. Cô không có cái tư tưởng mà an bài trong cuộc sống, mà lúc nào cô cũng phải vươn lên trong cuộc sống. Mặc dù sức mình là đến đâu thì mình làm đến đó, chứ cô cũng không tham vọng là phải làm mở rộng hoành tráng cái này nọ, cũng không cần. Thế và cái mà cô làm nghiên cứu rồi chuyển giao công nghệ thôi, thế thì cái lợi nhuận không là gì cả, lợi nhuận không đáng kể, nhưng cô vẫn làm vì cô đã đem được cái kiến thức của mình mà truyền bá được ra ngoài, là luôn luôn là phải đổi mới công nghệ, làm sao cái công nghệ của nước ngoài mình phải cập nhật được, mình phải cập nhật được những cái tiến bộ của xã hội ở nước ngoài. Một trong những điểm nổi bật trong quá trình nghiên cứu cải tiến lò sấy gỗ được phó giáo sư tiến sĩ Hứa Thị Huân chế tạo là nồi hơi ở buồng đốt phụ. Đây là một thiết bị vô cùng thân thiện với môi trường, do khói bụi thải ra trong quá trình sấy đã được lọc ngay ở bộ phận tạo hơi quá nhiệt, và sau đó lượng khói bụi còn sót lại tiếp tục được đưa qua một tháp xử lý bụi bằng than hoạt tính. Mô hình lò sấy bảo đảm đạt đầy đủ các tiêu chí, giảm từ 50-60% thời gian sấy, không gây ô nhiễm môi trường, giảm giá thành hơn 50%. Đồng thời tạo được sự linh hoạt trong sử dụng lò sấy với các chủng loại gỗ. Công nghệ mới không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vì rút ngắn thời gian sấy, giảm chi phí vận hành, mà chất lượng cũng được nâng cao. Khi mà mình đã sử dụng cái công nghệ thì cái thứ nhất là cái thời gian nó rút ngắn lại và nó giảm bớt cái chi phí nhân công thì nó giảm đi khoảng tầm 30% so với công nghệ trước, và cái thời gian mà cái ngày sấy thì nó giảm đi khoảng tầm 40-50%. Hiện nay mặc dù ở tuổi 72 nhưng phó giáo sư tiến sĩ Hứa Thị Huân vẫn không ngừng lao động nghiên cứu đổi mới sáng tạo. Bà đang ấp ủ rất nhiều dự án mới, trong đó có dự án nhà gỗ homestay được sản xuất từ gỗ tận dụng cũng đang triển khai tại Vũng Tàu. Trong những năm qua, bà cũng đã đạt nhiều giải thưởng lớn của nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Với bà, học và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là ở tinh thần làm việc sáng tạo, không ngừng tiến về phía trước để có những sản phẩm hữu ích cho xã hội.